và các bạn đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình hôm nay ha. Mọi người ơi, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ nấu cái món là cá hấp gừng các bạn ạ. Mình đã có một chuẩn bị một củ gừng rất là to luôn. Tí nữa thì mình sẽ hấp với cá các bạn để mà ăn với bánh tráng nha mọi người. Mình đã có chuẩn bị bánh tráng này các bạn. Và kèm theo đó thì không thể thiếu rau các bạn ạ. Rất là đầy đủ rau salad thịt ngò này các bạn. Cải này các bạn, đây là cải cây các bạn. Cải này thì mình trồng ở trong vườn đó mọi người, mình mới ra hái vừa xong đó các bạn. Và đây là ớt các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hấp cá với gừng và sẽ ăn với cái nước tương này các bạn ha. Nước tương Tam Thái Tử này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi rửa cá, rửa rau thôi mọi người ạ. Sau khi mà cá đã rửa sạch sẽ rồi đó mọi người. Mình đã cắt đầu, cắt đuôi sạch sẽ hết rồi các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ đi hấp. Trong này thì mình đã có đổ một ít nước rồi đó các bạn. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho gừng lên các bạn ha. Gừng với hành. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cá lên các bạn. Mình sẽ xếp cá lên. Rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp 15 phút các bạn ha. Như vậy thì mình đã có một đĩa cá hấp rồi đó mọi người. Rất là thơm mùi gừng các bạn ạ. Và bên này là một đĩa rau sống các bạn ha. Rau sống. Và đây là nước tương các bạn. Nước tương Tam Thái Tử ha. Và bên đây là đĩa trái cây để ăn kèm. Hello, xin chào tất cả các bạn và mọi người đã trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị xong cái bữa ăn cho mình rồi đó mọi người. Đây là cá hấp các bạn. Cá nục hấp gừng. Và đây là rau sống các bạn ha. Thì mình sẽ ăn kèm với cái bánh tráng này các bạn. Thì bây giờ mình mời tất cả các bạn và mọi người vào bàn ăn cá hấp với mình ha. Mời mọi người. Kia thì mình sẽ nhúng bánh các bạn. Ở đây thì mình đã có chuẩn bị một cái gô nước các bạn ha. Ngon quá các bạn, cá nục rất là tươi luôn mọi người. Rất là thơm. Tiếp đến mình sẽ cho rau lên các bạn ha. Đây là rau ngò và salad. Đây là cải. Và đây là ngò gai các bạn ha. Cái này là cái gì nhỉ? Lo tàu các bạn. Mình sẽ cuốn lại. Đây để có chuẩn bị một cái chén mắm các bạn ha. Chén
À, xin lỗi, cái này là nước tương các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn và mọi người ha. Ngon các bạn. Cay. Cho mình dạ ớt xiêm đây các bạn. Rất là cay luôn. Ngon quá. Ngon các bạn. Ngon quá, ngon. Thì mình tiếp tục cuốn các bạn. Ngon quá mọi người. Cá rất là ngon luôn các bạn. Cá tươi các bạn. Rất là tươi. Các bạn có thời gian thì có thể nấu ăn nấu mình ha, rất là ngon luôn các bạn, cái nục hấp rất là ngon luôn. Đây là rau cải các bạn, rau này là mình trồng trong vườn nhà đó mọi người, rất là tốt. Ngon quá các bạn. Ngon. Rất là ngon các bạn. Các bạn có thời gian thì này nấu nướng mình ăn thử ha. Cái đục hấp rất là ngon luôn.
bạn. Cá này hấp với gừng, với hành, hành củ đó mọi người, cho nên là rất là thơm các bạn. Ăn rau các bạn, rau rất là ngon. Cải cây này rất là ngon các bạn. Cái rau cải này các bạn, ở bên mình không có bán nữa các bạn. Cái này là mình phải gửi hạt từ Việt Nam qua để mà mình trồng cho các mọi người. Ngon quá ngon. Quá ngon luôn các bạn. Và chấm cái nước tương đây các bạn, rất là ngon luôn. Ngon quá ngon. Và ớt cay các mọi người, dễ một nhắm ớt, ớt rất là cay luôn. Con gái miền Trung mà mọi người, ăn ớt lắm, ăn ớt cay lắm mọi người. Còn con gái ở miền Bắc thì không phải ăn ớt các bạn ha. Mình thì lúc nào mình cũng ăn ớt các bạn, mình không ăn ớt là mình không có biết ngon các bạn.
cay quá mọi người, nó cay quá. Ngon các bạn. Ăn cho mấy cuốn mà no các bạn. Ăn trái cây mọi người ạ. Ở Việt Nam giờ này đi làm hết rồi ha. Ở Việt Nam thì 7 giờ đi làm các bạn. Còn ở bên này thì tới 10 giờ họ mới đi làm nha mọi người. Ngon quá các bạn. Và đây là bồng bông các bạn. Bữa hôm mua mấy ký, mấy ngày rồi các bạn mà ăn mãi chưa hết các bạn. Ngon quá ngon. Nào các bạn. Thì cái bữa ăn cá hấp của mình ở đây mình cũng xin kết thúc các bạn ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại mọi người và các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thank you mọi người, thank you các bạn. Bye 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 bye.